Cậu ấy tháo mặt nạ oxy của mẹ, rồi quay đầu rút hết các dây cắm thiết bị. Nhưng khi bác sĩ vội vã chạy đến cứu chữa, cậu ấy nấp dưới gầm giường, lần cuối cùng cảm nhận hơi ấm dịu dàng của mẹ. Cậu ấy bịt chặt miệng, cố gắng hết sức không để bản thân khóc thành tiếng. Cậu bé đã kiên quyết kết thúc cuộc đời của mẹ, cũng tàn nhẫn giết chết tuổi thanh xuân đang nở rộ của chính mình. Thời điểm năm 1973 tại New York, cậu bé Tom sắp đón sinh nhật lần thứ 13 của mình. Ở đây, 13 tuổi được coi là bước ngoặt quan trọng đánh dấu một cậu bé trở thành người lớn. Nhưng định mệnh lại trêu đùa cậu vào lúc này. Vài năm trước, cha của Tom qua đời vì ung thư. Mẹ cậu vì thế mà suy sụp tinh thần, mắc chứng trầm cảm nặng. Bà cần dựa vào thuốc an thần mới có thể ngủ được. Tom lo sợ mẹ sẽ không thể tỉnh lại vì dùng quá liều thuốc. Vì vậy, cậu luôn đợi mẹ ngủ say, rồi bật một ngọn đèn, lặng lẽ nằm ngủ dưới giường mẹ. Chỉ khi nghe tiếng thở của bà, cậu mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Cái chết của cha đã gây ra nỗi đau tâm lý sâu sắc cho mẹ. Bà sợ bi kịch của chồng sẽ tái diễn trên con trai mình. Vì vậy, với tư cách là một y tá, mẹ coi việc phòng ngừa ung thư là ưu tiên hàng đầu trong nhà. Bà thường ép Tom ăn rau và thuốc phòng ung thư. Tom không muốn uống thuốc cũng không muốn mẹ lo lắng, nên cậu đành lén vứt thuốc vào bồn rửa tay. Sau khi cha ra đi, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Mặc dù khi tuổi tác tăng lên, Tom ở tuổi dậy thì đã bắt đầu khao khát sự riêng tư và không gian độc lập. Nhưng mẹ vẫn coi cậu như một đứa trẻ. Bà sẽ đột ngột xông vào phòng tắm khi Tom đang tắm. Điều này khiến Tom rất ngượng ngùng. Tuy nhiên, mẹ lại hoàn toàn không nhận ra. Đối mặt với người mẹ tâm lý bất thường này, Tom luôn tỏ ra đặc biệt cẩn trọng. Cách duy nhất để cậu giải tỏa là khi đi tiểu, nhắm vào mẩu thuốc lá mà mẹ vứt trong bồn cầu và xả một tràng. Nhưng phần lớn thời gian, cậu sẽ tìm mọi cách để làm mẹ vui. Cậu sẽ ngoan ngoãn ăn những lá mầm bông cải xanh khó nuốt, cũng sẽ chơi bóng rổ một đối một với mẹ ở nhà. Mẹ cũng luôn được Tom làm cho cười trong nước mắt. Để kiếm thêm thu nhập, Tom 12 tuổi đã bắt đầu làm thêm. Người đồng hành giao hàng của cậu là một người tên Robin, lớn tuổi và thiểu năng trí tuệ. Robin là lao công trong trường của Tom. Hai người, một nghèo một ngốc, không ai khinh thường ai. Những tiếng cười trên sân bóng chày và sự ăn ý trên đường giao hàng, tất cả những điều này đã khiến hai người trở thành bạn tâm giao bất chấp tuổi tác. Họ hình bóng không rời, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau dành dụm tiền, cùng nhau nỗ lực vì một chiếc xe đạp màu xanh lá mơ ước. Robin 41 tuổi có gương mặt của một ông bố già. Vì vậy, Tom và Robin sẽ lợi dụng điều đó, cùng nhau đi xem những bộ phim nhỏ mà tuổi dậy thì ai cũng thích xem. Chủ tiệm thịt nơi họ làm thêm là một phụ nữ Pháp quyến rũ. Cô ấy đã quen với sự đùa giỡn của hai người, đôi khi thậm chí còn cho họ một số phúc lợi. Một người là trẻ thiểu năng lớn tuổi, một người là thiếu niên đẹp trai. Sự kết hợp này lại rất thú vị. Điều quan trọng nhất là hai người giao hàng đúng giờ như thể đã bật chít vậy. Mọi người đều thích cặp đôi này, đặc biệt là Tom, cậu bé thông minh và đẹp trai. Bà cụ Pho này là một người già cô đơn bị mất trí. Bà luôn để túi tiền của mình như thế này, cũng luôn coi Tom như con trai quá cố của mình. Bà bảo Tom đừng vội lớn lên, bởi vì lớn lên chẳng có ý nghĩa gì cả. Mỗi lần bà Pho đều cho họ một ít tiền Bower và yêu cầu họ mỗi người hôn mình một cái. Mặc dù hai chàng tinh nghịch này hơi ngại, nhưng họ sẽ không từ chối tiền đâu. Họ giấu số tiền Bower kiếm được trong cống của nhà tù nữ. Bởi vì nơi này không chỉ ngăn cha của Robin lấy mất số tiền cậu kiếm được, mà còn có thể nghe được một số đoạn chuyện mà tuổi dậy thì muốn nghe. Ở đây, những người ngưỡng mộ các nữ tù nhân nói chuyện với nhau qua không gian ngăn cách bên dưới. Thú vị hơn nhiều so với những tin đồn về người nổi tiếng. Hai người đếm tiền ở tầng dưới, mơ ước sớm mua được chiếc xe đạp xinh đẹp đó. Trong lúc họ đang đếm tiền, tôi nhắn tin cho vợ mà tôi quen trên Tan Tần. Phải nói rằng tìm đối tượng trên Tan Tần thực sự tuyệt vời. Có đủ loại cô gái xinh đẹp, dễ thương. Anh em độc thân hãy nhanh lên Tan Tần mà xem. Lúc này, một nữ tù nhân ở tầng trên lại dùng gương soi họ. Cô ấy bị giam ở tầng cao, cửa sổ trần nhà thì cao và nhỏ, không thể nhìn ra ngoài. Vì vậy chỉ có thể dùng gương để ăn cắp chút tự do. Tom và Robin thích nghe chuyện ở tầng dưới, còn nữ tù nhân thì thích xem phim bên dưới ở tầng trên. Trong sự đôi bên cùng có lợi này, dường như cũng đã định sẵn duyên phận giữa Tom và nữ tù nhân. Gia đình của Robin cũng như Tom đã sớm tan nát. Mẹ cậu chết vì tai nạn xe hơi, cha thì chìm đắm trong rượu. Ông không chỉ hàng ngày đòi tiền Robin mua rượu, thậm chí còn châm biếm Robin, nói rằng cái chết của mẹ Robin là do cậu bị thiểu năng. Bà ấy bị xe đâm chết. Bà ấy rời bỏ nơi này vì có một đứa con thiểu năng. Im mi đồ mỏ hỗn đáng ghét. Bà ấy quá xấu hổ vì nó mới tìm đến cái chết, đồ ngu. Bà ấy hối hận vì đã lấy anh, đồ vô dụng. Biến đi, anh bớt ăn nói xả lơ lại. May mắn là Robin có một công việc lao công ở trường. Mặc dù đôi khi cậu ấy cô đơn ở đây, nhưng Tom sẽ vo giấy thành một cục trong giờ học, rồi ném vào phòng dọn dẹp nơi cậu ấy cô đơn. Đây cũng là cách giao tiếp độc đáo của họ trong giờ học. Còn Robin sẽ lấy ra cái hộp, rồi thu thập những cục giấy như báu vật. Luôn có người chế giễu Robin khi chơi trò chơi bóng chày. Nhưng Tom biết, người bạn già của cậu lại là một tay đánh bóng chày xuất sắc. Mỗi khi chơi bóng chày, một cô gái tên Lisa luôn lén nhìn Tom. Vì vậy, sau khi đánh bóng xong, các bạn cùng lớp đều trêu chọc hỏi Tom có thích Lisa không. Robin đứng bên cạnh thì hung dữ nói, Tom hoàn toàn không thích con gái,
nhưng đối mặt với sự trêu chọc của bạn bè, Tom lại buột miệng. Cậu nói tôi không thích loại công chúa như Lisa đâu. Bọn con trai lập tức bắt đầu trêu chọc cười nhạo Tom. Mặc dù đây chỉ là những lời nói đùa để thoái thác, nhưng Tom đã làm tổn thương Lisa, cô gái thích mình. Tom không thích con gái đâu. Không lâu sau, bạn của Lisa đã chặn Tom lại. Họ dùng chiêu bài của chính cậu chống lại cậu, chế giễu Tom là một quả bóng nhỏ. Sự sỉ nhục trong giai đoạn nhạy cảm của tuổi trẻ thường bị phóng đại vô hạn. Tom chợt cảm thấy mình đã phạm một sai lầm to lớn. Cậu cảm thấy tất cả nữ sinh trong trường đều ghét mình, cũng không còn mặt mũi nào để ở lại trường, thậm chí nảy sinh ý định chuyển trường. Tuy nhiên, những chuyện này trong mắt mẹ cậu chẳng qua chỉ là những chuyện vặt vãnh thôi. Học bổng và thi đậu đại học mới là điều bà quan tâm nhất. Bà mắng Tom rằng, trời ơi, Tom, con định làm gì mẹ đây? Con không định làm gì mẹ cả, mẹ ơi. Con nói với mẹ, con định tùy tiện từ bỏ học bổng. Mẹ làm việc là vì cái gì? Thôi đi. Ra ngoài. Ra ngoài, cứ ra ngoài đi. Đi đi, con đi đi. Ông ấy không đi, mẹ ơi, ông ấy chết rồi. Đây là lần đầu tiên Tom cầu cứu mẹ sau khi cha mất, nhưng lại bị mẹ lạnh lùng từ chối. Tom cảm thấy vô cùng bất lực, không có ai để tâm sự, cậu chỉ có thể đến bên dưới nhà tù nữ để đếm tiền. Lúc này, số tiền Bower mà cậu để dành được là thứ duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy có sức mạnh và hy vọng. Thực ra, trong hầu hết những lúc chán nản, Tom thường đến đây để đếm tiền của mình, mà cảnh này đều bị nữ tù nhân ở tầng trên nhìn thấy rõ ràng. Ý của cô ấy là muốn Tom giúp mua một ít bột mì. Nào ngờ lại vô tình trò chuyện với cậu, người phụ nữ buột miệng nói, cậu đang phiền não vì con gái phải không? Nghe xong, Tom rất ngạc nhiên, cậu thắc mắc không biết người nữ tù này chưa từng gặp mặt. Làm sao lại biết chuyện của mình? Lúc nào không hay, cậu đã tâm sự với cô ấy về nỗi khổ của mình. Thật ra mình có thích Lisa, còn câu nói công chúa bình an kia. Nào ngờ nó lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Cô gái nghe xong cười lớn và nói, ở độ tuổi này, sự ghét bỏ mà con gái thể hiện lại chính là một biểu hiện của việc thích cậu đấy. Chỉ có người thích cậu mới sẵn lòng gây rắc rối cho cậu. Người ngoài thì ai mà thèm bận tâm đến cậu chứ? Cẩn thận, như bạn thân nhất của cậu là Robin, cậu ta chắc chắn là người thích gây rắc rối cho cậu nhất. Nghe xong, Tom như vỡ lẽ, dường như đã mở ra một cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Vài ngày sau, Tom và Robin nhận được đơn hàng giao xa nhất từ trước đến giờ. Họ đến một biệt thự, nơi đây không chỉ có đồ trang trí tinh xảo như bảo tàng. Trên bàn còn để đầy những quả chanh to. Nhìn thấy thứ to, đẹp màu vàng cam, Robin vô thức bỏ vào túi. Điều Tom không ngờ nhất là, đây lại chính là nhà của Lisa. Để gặp Tom, Lisa đã cố tình gọi món bò từ cửa hàng mà Tom làm việc. Tom vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng trong lòng còn rất nhiều cảm động vì được yêu. Nữ tù nhân quả nhiên đã không nói sai, Lisa quả thật có thích mình. Hai người mở lòng tỏ tình với nhau. Ngay khi hai người đang trò chuyện thân mật, Robin lại cố tình uống nước ngọt và liên tục quấy rầy. Cậu ta dường như có vẻ ghen tức như quả chanh, còn có hành động chia rẽ đôi uyên ương. Tuy nhiên, Lisa lại không để ý. Cô còn mời Tom đến dự tiệc khiêu vũ cuối tuần ở trường. Trong lòng Tom vui mừng khôn xiết, nhưng tiếc là bản thân lại hoàn toàn không biết nhảy. Để tỏ ra mình đã trưởng thành, cậu về nhà và bắt đầu cạo râu trong phòng tắm. Ngay lúc này, mẹ lại tức giận xông vào. Bà không chỉ giận vì Tom còn nhỏ đã cạo râu, mà còn vì bà phát hiện ra cuốn sổ nhỏ mà Tom sưu tầm. Thực ra đối với trẻ tuổi mới lớn, xem mấy thứ này cũng chẳng sao. Nhưng mẹ lại giật lấy dao cạo râu của cậu không thèm nghe giải thích, rồi ném luôn thứ mà bà cho là bẩn thỉu vào bồn cầu. Thứ bị xả đi không chỉ là một cuốn sổ nhỏ, mà còn có cả lòng tự trọng tuổi mới lớn của Tom. Tất cả những điều này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Mẹ suốt ngày rình mò, kiểm soát Tom một cách biến thái. Trong mắt bà, ngoài việc thi đại học và học bổng, mọi thứ khác đều bị coi là có hại. Tom không thể bình tâm lại đến dưới nhà tù. Cậu hỏi nữ tù nhân xem mình có nên đi dự tiệc không. Cậu nói mình không có lễ phục cũng không biết nhảy, sợ rằng tham gia một cách thiếu suy nghĩ sẽ trở thành trò cười cho bạn bè. Nữ tù nhân khuyên cậu rằng không biết nhảy cũng phải tham gia, bởi vì con gái thích những điều đó. Cậu có thể bỏ qua những bước nhảy nhanh hơn. Điệu nhảy chậm thực ra đơn giản như đi bộ vậy. Cô ấy tiếp tục dạy Tom nhảy. Tưởng tượng cái cột này là Lisa. Vừa nói, nữ tù nhân bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của cô ấy như dòng suối róc rách thấm vào lòng người. Cùng với giai điệu động lòng trong tâm trí, nữ tù nhân bắt đầu nhảy múa uyển chuyển trong không gian chật hẹp. Mặc dù thể xác bị giam cầm, nhưng giây phút này linh hồn cô ấy lại vô cùng phóng khoáng. Tom ở tầng dưới cũng say mê trong đó. Cậu đã tưởng tượng cột điện là Lisa. Tom nhẹ nhàng nhảy theo nhịp điệu. Giây phút này tâm hồn cậu đột nhiên cảm thấy thư thái chưa từng có. Nhiều lúc điều con người theo đuổi chỉ là tự do về thể xác, sự giải phóng của hành động. Tự do về tâm hồn là sự bay lượn của linh hồn. Tuy nhiên, sự giam cầm tâm hồn thường vô hình, bị mắc kẹt trong chính bản thân. Còn sự ràng buộc thể xác sẽ quấn quýt trong thực tế tục lụy. Phá vỡ sự giam cầm tâm hồn, tháo gỡ sự trói buộc thân thể, có lẽ mới là cách đạt đến cảnh giới thực sự tự do. Cuối tuần, để tham gia tiệc tối, Tom nói dối mẹ rằng tối nay tiệm thịt sẽ có việc. Sau khi chào tạm biệt mẹ,
người mẹ vừa mới tỏ ra vui vẻ lập tức gục xuống giường. Có lẽ bà đã nhận ra con trai đã lừa dối mình, nhưng lại do dự không biết có nên vạch trần lời nói dối của con trai không. Mọi người khác trong tiệc khiêu vũ đều ăn mặc rất bình thường, nhưng Tom lại xuất hiện trong bộ đồ cam chói lọi. Mặc dù trông rất kỳ quặc, nhưng Lisa vẫn nắm tay cậu đến giữa sàn nhảy. Ngay sau đó, Tom ngốc nghếch làm động tác ôm cột điện. Lisa nhận ra sự lúng túng của cậu, liền chủ động chui vào lòng cậu rồi ôm cổ cậu. Nhìn hai người thoải mái tỏa ra hormone tuổi dậy thì, Robin trong góc phòng trông rất khó chịu. Có vẻ như người không vui trong buổi tiệc này không chỉ có mẹ của Tom, mà còn có cả Robin, người luôn bên cạnh cậu. Sau khi tiệc kết thúc, Tom chở Lisa đi chơi bằng xe ba bánh chở hàng. Robin nhìn họ từ xa phía sau, sự ghen tị trong mắt cậu ta dần biến thành căm phẫn. Lúc này cậu ta giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Tối hôm đó, Tom mất đi nụ hôn đầu, còn phía Robin dường như mất đi tất cả. Cậu ta tức giận đập vỡ cửa sổ cửa hàng xe đạp, lấy trộm chiếc xe đạp màu xanh lá họ hàng mơ ước, chỉ để lại một quả chanh chua to và đẹp. Khi Tom đưa Lisa về nhà, thì Robin cũng đã đến bờ biển. Cậu ta tức giận ném hết số tiền họ dành dụm xuống biển. Đêm khuya thanh vắng, mẹ vẫn đến bên giường Tom. Cuối cùng bà cũng vạch trần lời nói dối hẹn hò của con trai. Mẹ trách con trai ăn mặc như thằng hề, còn con trai chỉ có thể không ngừng xin lỗi mẹ. Ngày hôm sau đến trường, tin Robin ăn trộm đã truyền đến tai Tom. Cậu ta cũng bị đuổi học vì tội ăn cắp. Tom tìm đến tiệm thịt cũng không thấy bóng dáng Robin. Bà chủ khinh bỉ nói, dù có ăn cắp xe hay không thì cậu ta vẫn là nhân viên ở đây. Người Mỹ các anh đúng là đồ ngốc, chỉ số IQ của Robin chỉ như một đứa trẻ thôi. Vậy mà họ lại đối xử với cậu ta như người lớn. Sau khi tìm kiếm khắp nơi vô ích, Tom lại đến bên ngoài nhà tù nữ. Cậu rất thắc mắc tại sao Robin lại ăn cắp chiếc xe đạp đó. Nhưng nữ tù nhân lại nói với cậu, Robin ăn cắp xe đều là vì cậu, cậu ta là anh em của cậu ta ăn cắp xe là vì cậu. Cậu ta biết nơi cậu sắp đến là nơi cậu ta không thể đến. Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ đi đâu được chứ? Không phải cậu sẽ đi đâu, mà là cậu sẽ trở thành gì? Tôi sẽ trở thành gì? Là thứ cậu ta không thể trở thành sao? Một người đàn ông. Cô đang nói tào lao gì vậy hả? Tôi không nên bị trách móc vì những gì Robin làm. Không, Tom, đây không phải tào lao, đây là tình yêu. Đây là tình yêu. Cậu có thể có được tình yêu của mình, nhưng cậu ta ngoài tình bạn với cậu ra thì chẳng có gì cả. Tom vô cùng tự trách, cậu thiếu niên giờ mới hiểu ra, hóa ra tình yêu cũng có thành phần ích kỷ và chiếm hữu. Vài ngày sau, cậu đợi được Robin trước cửa nhà, cậu chất vấn cậu ta. Cậu ăn cắp xe đạp thực sự là vì tôi sao? Cậu mơ đi, cậu biết gì chứ? Để tôi yên, cậu không nghĩ là tôi biết, nhưng tôi biết. Tôi biết cái gì? Tôi biết. Bình tĩnh. Tôi không biết mình đang làm gì, Tom. Ngay sau đó, để giữ công việc cho Robin, Tom dũng cảm tìm đến hiệu trưởng và nói với ông rằng chính mình đã ăn cắp xe. Sau một hồi mắng mỏ, Tom bị phạt đình chỉ học một tuần và học bổng cũng sẽ được xét lại. Nhưng ngày hôm sau, để Tom không bị phạt, Robin kiên quyết nói rằng chính mình đã ăn cắp xe đạp. Cậu ta còn thừa nhận tất cả là vì Tom, do giới hạn về chỉ số IQ, cậu ta nói mãi cũng không rõ ràng. Điều này khiến vụ ăn trộm vốn đơn thuần lại biến thành Tom xúi giục người thiểu năng ăn cắp với ý đồ xấu. Để giữ việc làm cho Robin, Tom chọn không biện hộ nữa. Cuối cùng cậu cũng mất học bổng, bị đuổi học, hủy hoại việc học hành. Khi biết tin, mẹ suy sụp tinh thần sắp ngất. Niềm hy vọng duy nhất để bà sống là con trai có thể giành học bổng vào trường danh tiếng. Bà lẩm bẩm nói, họ sẽ lấy mất học bổng của con đấy, con sẽ rơi vào khu ổ chuột đấy, con có biết không? Tom không ngừng an ủi mẹ, nhưng mẹ cứ đẩy Tom ra. Bà bảo Tom, con đi đi, đừng như mẹ gà già cứ quẩn quanh mẹ nữa. Mãi đến khi bà mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tom mới nằm ngủ dưới giường bà như mọi khi, nhưng trong cơn mơ màng. Cùng với cánh tay mẹ buông thõng, vài viên thuốc an thần cũng rơi mạnh xuống trước mặt cậu. Tom giật mình tỉnh dậy, lập tức gọi điện thoại gọi xe cấp cứu, nhưng đã quá muộn, cuối cùng mẹ trở thành một người thực vật thậm chí không thể thở. Tom cầm tờ báo hôm nay chỉ vào ngày tháng nói với mẹ. Mẹ ơi, nhìn này, hôm nay là ngày 20, con 13 tuổi rồi. Tuy nhiên, mẹ trên giường bệnh không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Bà chỉ để lại cho con trai nỗi đau buồn triền miên và khoảng trống vô tận. Bầu không khí lúc này thật nặng nề, nó đè nén khiến Tom gần như không thở nổi. Lòng cậu như bị dao cắt, không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Khi biết Tom bị đuổi học, cha mẹ Lisa cũng không cho phép con gái gặp Tom nữa. Tom cô đơn trở về nhà, đầu óc tràn ngập hình bóng mẹ. Cậu biết rõ đây chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng vẫn không nỡ muốn giữ lại chúng. Cậu mong biết bao mẹ chưa bao giờ rời xa mình. Nhưng khi cậu tỉnh lại, Tom lại phát hiện ra nhà mình xuất hiện hai người họ hàng được gọi là người giám hộ. Họ chuẩn bị tiếp quản ngôi nhà của cậu và mẹ, và tiện thể chăm sóc luôn cậu vì chưa đủ tuổi trưởng thành. Cảm giác xa lạ không chịu nổi này buộc Tom trốn vào phòng tắm. Cậu giật xuống quần áo mẹ đã phơi khô,
lại vớt cả mẩu thuốc lá mẹ ném trong bồn cầu. Trong sự tự trách gần như sụp đổ, Tom tìm kiếm một mối liên hệ yếu ớt với mẹ. Ngay sau đó, cậu thất vọng đến bên ngoài nhà tù nữ, lại phát hiện ra số tiền mình để dành cũng biến mất. Cùng với sự biến mất của tia an toàn cuối cùng, Tom tuyệt vọng gọi nữ tù nhân. Cậu gào thét kể với cô ấy mọi chuyện xảy ra gần đây. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, việc học bị dừng lại, tình yêu lẫn tình bạn tan vỡ, mẹ trở thành người thực vật trên giường bệnh, ngay cả nhà mình cũng bị người khác chiếm mất. Cậu căm hận người cha qua đời khi còn trẻ, càng hận cuộc đời đầy rẫy bất hạnh này. Nữ tù nhân cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không ngờ lời khuyên ban đầu của mình lại trở thành ngòi nổ thay đổi quỹ đạo cuộc đời cậu bé. Cô chỉ có thể bất lực an ủi rằng cuộc sống là khó khăn, nhưng cậu cũng là người may mắn, ít nhất cậu vẫn có thể có được tự do, đúng không? Cái gì? Chạy đi đâu? Tôi có thể đi đâu chứ? Bất cứ đâu. Cậu là một người đàn ông rồi, cậu có tự do, đi đi. Thưa cô, tôi muốn gặp cô. Cậu bé, cậu sẽ không bao giờ được gặp tôi đâu. Tại sao? Bởi vì tôi là kẻ giết người. Tôi căm ghét đàn ông, nếu họ thả tôi ra ngoài. Ý tôi là nếu cậu cản đường tôi. Tôi không quan tâm đâu. Nghe này, tôi không đùa với cậu đâu, cậu bé Tom. Chạy đi. Rời khỏi đây, rời xa tôi. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải cô nào đó của cậu. Tôi không phải mẹ cậu, tôi không giúp được cậu đâu. Tôi chẳng cho cậu được gì cả. Cậu muốn biết tên tôi đúng không? Đúng vậy. Tên tôi là Bernadette Erdai Glazer. Và tôi không muốn gặp lại cậu nữa, Tom. Biến đi, cút ngay đi. Sau khi nói cho cậu biết tên mình, nữ tù nhân ném đi mảnh gương ngày xưa, cũng hoàn toàn đập nát hy vọng cuối cùng của Tom. Tom chạy qua tuổi thanh xuân của mình, chạy qua tiệm thịt cậu làm thêm, chạy qua biệt thự nhà Lisa, rồi đến nhà bà Pho, vơ lấy một nắm lớn tiền. Bà Pho nghe thấy động tĩnh của cậu, nhưng bà vẫn coi cậu là con trai mình. Jack, có phải con không? Ôi, Jack, con trai của mẹ. Sao con bỏ mẹ lâu thế? Con lại phải đi sao? Vâng. Đó không phải vì con không yêu mẹ, phải không? Mẹ sợ lắm, sợ con không yêu mẹ. Không phải đâu, con yêu mẹ chứ. Vâng, con yêu mẹ. Đó có phải tiền của mẹ không? Bà lão vơ lấy một nắm tiền nhét cho Tom. Bà sợ cậu không đủ dùng, lại vơ thêm cho cậu mấy lần nữa. Cháu ngoan, cháu cầm lấy số tiền này. Cảm ơn bà. Mẹ. Lần này cậu chân thành hôn bà. Ngay sau đó, Tom đến bệnh viện. Sau khi từ biệt mẹ, Tom tự tay gỡ mặt nạ oxy của mẹ, giết chết tuổi thanh xuân của mình bằng cách tàn nhẫn nhất. Giờ đây cậu đã chẳng còn gì, cậu quyết định trốn khỏi nơi này, trốn khỏi cuộc đời hiện tại. Với sự giúp đỡ một cách miễn cưỡng của cha Robin, Tom mua một vé máy bay đến Paris. Trước lúc chia tay, cả hai đều không biết phải làm sao. Tom dặn Robin, đừng sợ cha cậu, đừng để ông ấy đối xử với cậu như vậy. Robin hỏi cậu bao giờ trở về, còn Tom chỉ nói sẽ không lâu đâu. Phút cuối, Robin nghiêm túc nói, hãy hứa với tớ sau này nhất định phải làm việc tốt. Hai người ôm nhau khóc, lưu luyến không rời. Tom bước trên con đường trưởng thành thành người lớn, còn Robin thì đứng nguyên tại chỗ, lúng túng nhìn theo. Cậu nhìn bóng lưng Tom như muốn đuổi theo, nhưng cậu cũng biết mình chỉ có thể đứng đợi tại chỗ. Cho đến khi bóng lưng Tom khuất xa rất lâu, Robin vẫn ngồi xổm tại chỗ, không biết đi đâu về đâu. Như nữ tù nhân đã nói, cậu chỉ có tình bạn của Tom, còn Tom rồi sẽ trưởng thành thành một người đàn ông. Nhiều năm sau, cuộc sống của Tom dần khá lên, cậu trở thành một nghệ sĩ, lập ra gia đình mới. Dù có người vợ yêu thương và con cái, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn bao trùm nỗi buồn và sự khiếm khuyết. Bởi vì chuyện ngày ấy cậu vẫn chưa có can đảm đối mặt, càng không dám trở lại New York. Mãi đến sinh nhật 13 tuổi của con trai hôm ấy, cậu mới quyết định mở chiếc hộp bảo bối chôn giấu trong lòng, lấy bí mật lúc 13 tuổi của mình làm quà, mở lòng với gia đình, kể hết tất cả. Nghe xong, vợ cậu dịu dàng an ủi và nói, chỉ khi đối mặt với quá khứ mới có thể trở thành người đàn ông thực thụ. Cô ấy và con trai cũng cần một người đàn ông như vậy. Được vợ động viên, Tom trở lại mảnh đất xưa. Người đầu tiên cậu muốn gặp chính là người phụ nữ năm xưa đã thay đổi số phận cậu. Tom đến nhà tù hỏi thăm tình hình của nữ tù nhân. Lúc này cậu mới biết nữ tù nhân năm xưa đã lừa dối mình. Người phụ nữ nói mình là tử tù là để đuổi Tom đi. Cuối cùng Tom cầm địa chỉ tìm đến nhà cô, nhưng người phụ nữ lại luôn áy náy về chuyện năm xưa, không muốn gặp cậu. Tom nói chuyện qua cửa, kể cho cô nghe tình hình gần đây của mình. Tôi đã đến Paris, lập gia đình mới. Nhưng cậu nói nửa ngày, bên trong cửa vẫn mãi không hồi âm. Ngay sau đó, Tom lấy tấm ảnh gia đình của mình nhét vào khe cửa. Nhưng người phụ nữ lại đẩy ra, thấy cô mãi không chịu gặp mặt, Tom đành lấy món quà chuẩn bị cho cô, để trước cửa.
Ngay khi Tom sắp bỏ đi, người phụ nữ đột nhiên gọi cậu lại. Cuối cùng họ cũng gặp nhau, người phụ nữ bồi hồi trăm mối cảm xúc. Ngay sau đó cô nói ra lý do năm xưa mình làm như vậy. Tom, chúng ta đã làm những gì chúng ta buộc phải làm, đúng không? Không sao đâu, cô ấy hiểu mà. Cô ấy hiểu rằng một cậu bé phải rời đi trước khi có thể quay lại. Vâng, vâng, vâng. Tom cảm xúc dâng trào, cậu đứng dưới mưa như được tái sinh, tận hưởng niềm tự do như vừa bước ra khỏi nhà tù so xanh. Chạy đi, Tom. Tôi không cần phải chạy nữa, thưa cô, giờ tôi có thể bước đi rồi. Tôi biết cậu có thể bước đi. Và tôi còn biết cậu có thể nhảy nữa. Tom đã sớm hiểu được ý tốt khó khăn của người phụ nữ. Nếu ngày ấy mình ở lại đây, chắc chắn sẽ giống như mẹ. Mãi mãi sống trong bóng tối của nỗi đau, đôi khi chia xa cũng chỉ là để trở về tốt đẹp hơn thôi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, Tom. Sau khi Tom rời đi, người phụ nữ mở món quà ra. Cô cầm lên xem, hóa ra là mảnh gương năm xưa có thể ăn cắp một tia tự do. Tiếp theo, Tom đến trước bia mộ của mẹ, nằm ở đó vẽ cho bà một bức chân dung bằng than. Chỉ thấy bức chân dung lay động trong gió, nó mang theo nỗi nhớ và sự buông bỏ, bay về phương xa. Ngày hôm sau, Tom đến nơi ở của Robin, giờ đây cậu ta đã bạc đầu, già đi rất nhiều. Nhìn thấy người bạn thân lâu năm không gặp, Robin không nhận ra Tom. Tom cố ý đi một chiếc xe đạp màu xanh lá cây, còn gợi ý hỏi Robin rất nhiều câu hỏi. Nhưng mặc dù đã làm nhiều điều mở đường như vậy, Robin vẫn chưa nhận ra mình. Cuối cùng Robin tức giận đuổi anh đi. Tom tỏ ra hơi chua xót và thất vọng. Tom, cuối cùng thì... Hóa ra Robin đã sớm nhận ra mình, cậu ta chỉ hơi giận thôi. Giận vì sao lâu như vậy mới đến thăm mình. Xin lỗi giờ tớ mới đến thăm cậu. Robin chỉ cười nhạt, dù sao thì còn sống và gặp lại nhau. Mấy lời khách sáo ấy đã trở nên không quan trọng nữa rồi. Họ trở lại trường học, đến phòng làm việc của Robin lao công. Robin lấy ra cái hộp đó, bên trong chứa đầy tình yêu độc đáo của cậu dành cho Tom. Lúc này Tom mới biết những bức vẽ của mình khi rảnh rỗi. Robin đã giữ lại từng tấm một. Robin nói với Tom, ung thư đã cướp đi sinh mạng của cha tôi. Trong những giây phút cuối đời, ông trở nên rất dịu dàng. Thần chết lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng của ông, ăn mất phần ông ghét bỏ tôi vì tôi là đứa thiểu năng. Ông chỉ còn lại tình cảm dịu dàng tràn đầy. Giây phút đó tôi là đứa con trai hạnh phúc nhất thế gian. Ông ôm nuôi đi ôm lại, còn nói đi nói lại với tôi rằng ông yêu tôi. Cậu biết lúc đó tôi vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào không? Nhìn dáng vẻ mãn nguyện của Robin, Tom cảm thấy vô cùng an ủi. Không lâu sau, vợ con anh cũng đến New York. Cả nhà cùng Robin trở lại những nơi xưa, hồi tưởng quá khứ. Tuy thời gian lặng lẽ trôi, nhưng nó đã thay đổi mọi thứ một cách âm thầm. Tom đã trở thành một người đàn ông thực thụ, còn Robin thì biến thành một ông già hiền hòa. Nhà tù nữ ngày xưa, nay đã là một mảng xanh tươi tốt. Cậu xem, nơi đây cây cối tùm, chim hót ríu rít. Ngay cả từng khoảnh khắc cay đắng, bất lực, đau buồn, điên cuồng, tan nát cõi lòng ngày xưa cũng đều phai nhạt trong dòng xoáy của năm tháng. Một cậu bé rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu gian nan. Cuộc sống thật tàn nhẫn, nó đã tước đoạt tình yêu, tình bạn và tình thân. Tất cả đều lột trần khỏi thân xác Tom. Nhưng cũng như Nietzsche đã nói, những gì không giết được cậu cuối cùng sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn. Chưa từng liếm vết thương trong đêm đen thì khó mà cảm nhận được sự dịu dàng của bình minh. Chưa từng nếm trải nỗi đau mất mát thì sẽ không hiểu được sự quý giá của việc sở hữu. Cuộc đời con người, mất mát và chấp nhận đều là bài học bắt buộc. Mỗi khi tuổi đời dần cao, nhìn lại quá khứ, những chuyện xưa từng khiến cậu không thể buông xuống cũng sẽ dần trở thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng tâm hồn cậu dưới sự ủ men của thời gian. Vì vậy, những người bạn đang lạc lối, sao cậu phải sợ hãi trước muôn vàn khó khăn trước mắt chứ? Cậu có thể buồn một lúc, nhưng đừng chìm đắm trong đó. Vấp ngã là hiện tượng bình thường, nhưng không cần phải tự giam mình kẹt trong một góc. Đúng như người xưa nói, đừng mất đi dũng khí tiến bước, chớ quên chí hướng ban đầu. Chúng ta phải biết mỗi bước đi trong đời đều chỉ là vài nét chấm phá trong bức tranh cuộc sống mà thôi. Nó có màu đậm nét nhạt, mà mỗi nét cũng đều là sắc thái quý giá nhất. Đến một ngày nào đó trong tương lai, khi nhớ lại khung cảnh xưa, chúng ta cũng sẽ cười nhìn cuộc đời với tâm thái nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng. Khi đó, cậu không còn là chàng trai ngây ngô, mà là một người đàn ông chân chính. Mong rằng cậu có thể dũng cảm đối mặt với gian khó, cũng có thể kiên cường đón nhận sóng gió. Cuối cùng, có một ngày cất cánh cùng gió, phá kén hóa bướm, sừng sững.